À con chưa cô ạ. Đây à? Dạ vâng Ông lên con. vợ đi, cho vợ nó nâng khăn sửa túi, nó cơm cháo cho. Dạ vâng con vẫn chưa có duyên với bạn nào ấy cô. Dạ Rồi vâng. nhá, cô Dạ chỉ vâng. có mấy lời để cô động viên cháu vậy. Dạ vâng con cảm ơn cô đã. Dạ cảm ơn cô, cảm ơn chú ạ. Dạ. Hôm trước thì anh có nghe người khác nói bảo là mẹ đi lấy chồng mới thì cô có phải không? Không phải à? À. Thế là từ trước đến giờ mẹ có bảo bảo với các em là đi lấy chồng mới lần nào không? Không bảo á? Thế nếu mà mẹ mà trốn đi thì sao? Có sợ như thế không? Có sợ à? Thế mẹ có bảo về gì với các em là muốn lấy chồng mới không? Hôm nọ thì thấy là ba anh em là đi bán lá trầu này về được cũng được là 200 mấy sao bác ạ? Anh ấy là anh ấy bố của em đấy à? À anh ấy đi chụp lâu chưa? Lâu. Nhưng mà anh này sao lại không có mẹ đấy? Anh ấy lúc mà mẹ không ở nhà của bác này, không cần phải ai nhắc cả. Đến giờ cho lợn ăn là khác biết là cho lợn ăn. Đến giờ làm gì là em ấy khác biết làm cái đấy. Sắp xếp công việc mà hầu như là đấy là một cái thói quen hàng ngày của các em rồi. Dạ. Cháu không sợ. Mình cứ việc hiên ngang, mình làm đúng thôi, Dạ, mình cô không ạ. phải gì hết. Tại vì nghe thấy bảo là cháu bảo là thôi bây giờ về đi làm đồng, làm nương, làm ruộng, làm nương Dạ. với giếng, không có đi quay các hoàn cảnh nữa. Mà thì nhiều khi cũng tội nghiệp cho các cái hoàn cảnh, Dạ. ai người ta biết đến, còn chỉ có các cháu giới thiệu lên thì các mạnh thường quân người ta mới biết thôi, Dạ đúng vâng, dạ vâng cô ạ. không? Đó. Dạ. Dạ con cảm ơn cô đã gửi cho con những cái lời động viên cô nhé. Này, Dạ. cô có à, chú có mua thuốc xương khớp của anh cháu đó. Dạ. Chú Doanh. Chú Doanh nhá. Doanh, Thế... cô là vợ này. Dạ vâng, có phải là có một Biên Hòa, Đồng Nai. chắc là không phải đâu cô ạ, tại vì là con thấy không có cô đâu ạ. Lấy của em Hạnh À nhá. Hạnh dạ, nhá, dạ nghe vâng. Thế là của chắc là của em, chắc là của em Hạnh là ở bên kênh A Giang TV thôi, còn con là kênh bản em ạ. Dạ. Dạ. đúng rồi, Hạnh là vợ của Dạ. Giang á, Dạ vâng. mới sanh ra, nó mới sanh đây. Dạ vâng ạ. Cô theo dõi hết, Dạ, của con cảm ai ơn cô đang cô. kết nối yêu thương Quyền Điển này, Minh Khương này, Dạ. đại khái như là cô theo dõi hết Dạ, con cảm ơn cô ạ. đó. Ôi cháu không phải lo lắng gì, kệ Dạ, dạ. kệ người ta, thiên Dạ. hạ thì nói ngay, mình cũng không có bịt được cái miệng của người ta là Dạ, đó. cô ạ. Cho nên là mình làm đúng, làm ngay, mình không sợ gì cả. Dạ. Cô ở trong này nhiều khi cô cũng đi làm những cái việc này việc kia, nhưng mà nhiều khi có những người cũng động viên cô là người ta bảo là người ta không được như mình, họ không Dạ. được như là như chị, như cô ấy, thì người ta sẽ phát ngôn những cái lời nó không hay cho Dạ kệ. vâng, dạ vâng cô ạ. Sao lại chưa nghe tụi cháu đi ăn cơm nhà Nghiêm? Rồi đúng rồi, này mà sao kỳ này lâu rồi cô không thấy ở kênh cháu cái em Quân ấy. Em Quân Em hiện Quân tại thì đang đi làm ấy cô ạ, thành ra là trước thì con có liên lạc được một chút thôi nhưng mà đến bây giờ thì lại là không liên lạc được nữa. Đúng rồi cô ạ, thành ra là cũng con không có xuống nhà của Quân là nhiều cả. Bây giờ thì nếu như con có tin tức gì ấy thì một là con sẽ lên tận nơi để con đón em Quân, thì về nhà thứ nhất là để mà chăm sóc cho ông bà. Đúng rồi. Đấy. Bây giờ em đi làm thì cũng đúng thôi cô ạ. Thật sự ra thì làm ở quê rồi, em thì ngày một lớn lên rồi, thành ra là em mới bỏ công sức ra đi làm để nhận được có 100.000 thôi thì cũng không có xứng đáng mấy. Có thể là em mới đi làm, ra ngoài làm thì có rất là nhiều những cái rủi ro cô ạ, thành ra là Đúng rồi. dạ cũng phải đánh đổi thì đôi khi là cuộc sống của mình phải đánh đổi thì nó mới có được.
biết là thay đổi, nhưng mà cháu ơi, nhiều khi đi ra ngoài mà mình không làm chủ được mình ấy, dạ, nó sẽ dễ bị sa ngã lắm. Dạ đó. Vâng, dạ. Mà cái Quân á, Quân ở bên kênh cháu là cô á, thấy quý lắm, cái kiểu cái tính mà dạ, mà cái kiểu nó biết người biết ta. Dạ, đấy. Dạ. Tại vì ở đây có hai Quân, một Quân bên Quyền Điển TV, dạ, còn một Quân bên cháu. Ừ. Dạ vâng. Cô đấy. Thì thấy cũng tội nghiệp dạ, Quân đó. Ừ. Dạ. Thế bây giờ cháu đang làm gì? Dạ bây giờ con đang đi xuống nhà của bố mẹ con một chút cô ạ. À. Dạ vâng. Ê, nó có vợ chưa? À, ai hả cô? Con á? Ừ. À, con chưa cô ạ. Dạ. Dạ vâng con. Vợ đi, vợ nó nâng khăn sửa túi, nó cơm cháo cho. Dạ vâng, con vẫn chưa có duyên với bạn nào ấy cô. Bao nhiêu tuổi rồi? Con năm nay là 24 rồi cô ạ. Này ở ngoài đấy cô thấy người ta lập gia đình sớm lắm ấy. Dạ vâng, có những người thì như bạn con này, bạn con bây giờ cùng tuổi với con có khi là có hai đứa rồi. Ừ. Dạ. Nhưng mà con nhờ cô á hả, cũng có đứa dạ, lớn hơn ấy mà cũng chưa lập gia đình. Dạ vâng. Ở bên này, ở bên lại trong Nam này người ta lập gia đình muộn lắm cháu ơi. Dạ dạ. Không lập gia đình sớm. Dạ cô ạ. Nghĩa là phải có học hành xong xuôi rồi, ví dụ có công ăn việc làm đồ này kia thì mới lập gia đình. Dạ dạ. Bao giờ cháu vào Nam chơi một chuyến? Dạ vâng cô ạ, bao giờ con có dịp con điện cho cô. Dạ. Dạ vâng. Dạ. Dạ vâng. Nhá, cô dạ vâng. Chỉ có mấy lời đấy, cô động viên cháu vậy. Dạ vâng, con cảm ơn cô đấy. Dạ, cảm ơn cô, cảm ơn chú ạ. Dạ. Rồi. Dạ, con gửi lời cháu ạ, cố gắng đi. Dạ, cho con gửi lời chúc sức khỏe tới cô và chú cũng như là đại gia đình cô nhá. Cảm dạ, ơn. Bây giờ ở đây có mỗi cô mấy chú thôi, với dạ, bà thì lẫn rồi. Dạ, bà dạ, bà già rồi, 91 tuổi lẫn rồi. Dạ. Còn con cô bây giờ nó đông tây ở đâu hết rồi. Dạ. Cô có một thằng làm ở ngoài Hà Nội ấy. Dạ. Một thằng con lớn á làm ở ngoài Hà Nội á. Dạ. Dạ vâng. Dạ, vậy thôi dạ, cô. Dạ vâng, con dạ vâng, con chào cô, con chào chú ạ. Chúc sức khỏe nhá, thành dạ vâng, công nhá. Dạ, dạ. Rồi. Dạ. À, thưa các bác, bây giờ thì cháu Lực đang trên cung đường là đi xuống dưới nhà của bố mẹ con các bác. Nếu như mà cô bác có theo dõi được là những cái video cháu Lực chia sẻ lên thì các bác cũng không có xa lạ gì với lại hoàn cảnh của bố mẹ con thôi. Và vừa rồi thì cháu Lực đang ghi hình thì có một bác là ở dưới miền Nam, thì bác có điện cho cháu Lực và gửi những cái lời động viên tới cho cháu Lực. Thì cháu Lực cũng xin mạo muội là đang ghi hình của bác, thì ra là không có bỏ dở được. Đấy, cũng qua cái video này cũng gửi một lời cảm ơn cũng như là biết ơn tới tất cả các cô bác anh chị khán giả đang theo dõi trên kênh Bản Em, đã gửi những cái lời động viên cho cháu Lực để mà cháu Lực tiếp tục là cái công việc làm thiện nguyện, cái cung đường và cái chặng đường bước tới, thì rất là mong sẽ được sự đồng hành của các bác cùng cháu Lực đi giúp đỡ những hoàn cảnh còn khó khăn ở trên vùng cao các bác nhé. Còn bây giờ thì xin mời các bác là cùng theo dõi video và xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Và chào mừng tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị đã tiếp tục quay trở lại với nội dung video mới trên kênh Bản Em. Đoàn ơi! Đoàn ơi! Các em thì chắc là giờ này là đi học về rồi các bác ạ. Tại vì sao cháu Lực lại ở trên này gọi ấy, cháu Lực không đang sợ là con chó dưới này các bác, dưới đây có một con chó. Cháu Lực nghĩ rằng là giờ này thì các em đã đi học về rồi các bác này. Hay là vừa rồi bảo là con chó đấy. Chó thì dưới này là chắc là chó của nhà Đoàn. Đoàn ơi! Đoàn ơi! Có thể là chưa đi học về các bác ạ. Nhà của bố mẹ con thì cũng phải nói là khá là hoang vắng các bác ạ.
Đây thì chắc là bốn mẹ con là đi nhặt hạt trẩu về này các bác này, bóc ra xong là để phía dưới này rất là nhiều. Ôi, chó kia nó định phục kích cháu Lực rồi các bác ạ. Giờ thì không dám nhúc nhích nữa rồi. Giờ chắc phải là hỏi xem là bố mẹ con là đâu thôi. Đoàn ơi. Nhà cửa thì ở đằng sau nhà này có bác này thì đã bị là hầu như là bị dột nát rất là nhiều rồi. Cái chỗ này thì cháu Lực nhìn thấy rằng là chỗ này là cháu Lực nhìn thấy là chắc là vừa mới bị rơi này các bác này. Hôm trước cháu Lực ra thì vẫn còn ở đây là còn thêm một tấm pro nữa hay sao mà, nhưng mà đến hôm nay cháu Lực quay ra thì không thấy nữa. Đây, nhìn là đằng sau nhà thì nhìn các bác nhìn trông rất là đẹp các bác nhỉ. Đấy, nhưng mà kèm theo đó thì lại bị khi mà trời mưa đấy lại bị dột rất là nhiều các bác ạ. Đấy, bây giờ thì nếu mà để mà thay cái ngoại âm dương này bằng pro đấy các bác thì ngôi nhà này nếu mà bây giờ dỡ phát đi là coi như là không dám ở trên đấy để mà đóng pro đấy các bác. Hôm trước thì cũng có là một là bác Mạnh Thường Quân thì cũng có nói với cháu Lực và trao đổi với cháu Lực cô bác để mà gọi thợ lên xem là có liệu là có thay thế được không đấy cô bác. Thì cháu Lực cũng hỏi ý kiến của gia đình ấy, với lại là bốn mẹ con đấy cô bác, là hỏi xem nó có thay được không ấy. Nhưng mà cái cây ở trên này cô bác này nó yếu quá rồi, thành ra là không có dám đi. Bây giờ nếu mà bước lên trên là rất là dễ bị sạt. Ở trên này còn có trên kia còn có một con mèo nằm tít trên trên mái nhà kìa. Các em thì không biết là đến giờ này thì đã đi học về chưa không bác? rất là nguy hiểm quá. Này thì cháu Lực là vừa mới sang ấy, thành ra là chó này cũng chưa quen cháu Lực lắm các bác ạ. Thử ra xem là cái góc ở bên này xem là bốn mẹ con có ra bên này không. Đấy là phải đi thụt lùi thôi. Ui. Là bốn mẹ con là có lấy cỏ hay là phải lấy củi ở đây không, sợ rằng là bốn mẹ con là đi nhặt hạt trẩu đấy không bác. Hay có lẽ là bây giờ cháu Lực sẽ phải là dừng ghi hình đã để đi xem là bốn mẹ con là đang ở đâu đó cô bác ạ. Vừa rồi thì cháu Lực là ngồi đây thì thấy là em Đoàn là từ phía trên kia xuống các bác ạ. Không biết là em ấy đi học hay là đi đâu về. Đang làm gì đấy Đoàn ơi? À, thế xuống đây xem nào. Vừa rồi Đoàn đi tận đâu tìm về? À, từ từ chú cho Đoàn một cái này đấy nhá. Anh cho Đoàn một cái này đấy nhá. Tìm được nhiều không? Một tí thôi à? Con kính chào con bà. Thế hôm nay một mình em đi nhặt hạt trẩu thôi à? Thế hôm nay là buổi chiều có đi học không? Có Đi học xong mà về nhà thì mới lại đi à?
Đấy, Trích với lại là Giang đâu hết rồi? Giang thì ở trường chứ cho đi đâu trường biết không? À, Trích nhà, nhưng mà đi học đã về đến nhà chưa? Chưa. À, nó vẫn chưa về đúng Vâng. không? Thế có thể là em ấy đi học là về muộn hơn. À, trường có cùng nghỉ một lúc không hay là người nghỉ trước người nghỉ sau? Người nghỉ trước, người nghỉ sau. À, thế là lúc mà em về thì lớp của Trích thì đã nghỉ chưa? Chưa. Chưa à? Thế các em đi học là không đợi nhau à? Thế là ai nghỉ trước là về trước đúng không? Thế về trước thì về mình làm gì ấy? Đi mặt cháu lấy quả. À, thế là ngoài những công việc đấy ra thì em có phụ mẹ công việc gì khác không? Có à? Thế thường là phụ mẹ là thêm những công việc gì? Bố mẹ lấy cơm cho con lợn ăn. À, cái cám với lợn đúng không? Đoàn phải nói to to lên một chút nhé. Thì các ông các bà thì mới nghe thấy. Thì hôm nay mẹ đi đâu rồi? Để cho đi đâu À, không biết mẹ đi đâu không biết á? không? Tức là lúc mà đi học về là chưa gặp à? Chưa. À, hôm trước thì anh có nghe người khác nói bảo là mẹ đi lấy chồng mới thì có phải không? Không phải à? À, thế là từ trước đến giờ mẹ có bảo bảo với các em là đi lấy chồng mới lần nào không? Không bảo á? Hôm nọ thì cháu Lực cũng có nghe được là một câu chuyện đấy các bác. Thì ở trên xã người ta đồn ấy, thì là mẹ bảo mẹ các em là đi lấy chồng mới thôi. Thì hôm nay là cháu Lực là xuống để mà xem là cái câu chuyện thì nó có phải không. Sợ rằng người ta đồn 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 đấy các bác. Thế là nếu mà như mẹ mà đi lấy chồng mới thì em có cho đi không? Em không cho đi rồi à? Thế nếu mà mẹ mà trốn đi thì sao? Có sợ như thế không? Có sợ à? Thế mẹ có bảo cái gì với các em là muốn lấy chồng mới không? Không à? Thật sự ra thì các em là còn nhỏ quá bác. Còn bây giờ mẹ các em thì cũng không phải là quá già cả. Đấy. Nếu mà muốn đi thêm bước nữa thì cũng không sao. Đấy, nhưng mà phải thứ nhất là phải lo được cho ba em đã. Đấy. Phải lo được cho ba em. Đấy, nhưng mà về cái cuộc sống hiện tại bây giờ này thì cháu Lực nghĩ rằng là cô rất là khó để mà đi thêm bước nữa. Còn ba bạn nhỏ đang học lớp lớp 3 này, lớp 5 này và lớp 7 thôi. Còn cộng thêm là nợ thêm là hàng xóm là 30 triệu đồng nữa. Đấy. Thế là chuyện là mẹ đi lấy chồng mới là không có đâu, đúng không? À, thì thôi bây giờ anh với Đoàn là đi về đi nhỉ, đi. Hôm nay đi thì không lấy bao đi theo à? Nhà của Đoàn là gạt hết chưa? Gạt hết rồi đúng không? Ồ, thế là đây à, lại phơi đây à? Hôm nọ thì các em vừa mới đem đi bán là được cũng khá là nhiều các bác ạ. Đấy, quần áo này gà bới sao ấy? Đấy, rồi sàn nhà này các bác nhìn là một cái khung cảnh mà phải nói là nhà như kiểu là không có ai ở đấy không á, rất là hoang vu này. Đây thì cũng nhìn thấy là có mấy con gà này. Đấy, sàn nhà thì rất là thấp của bác ạ. Mặc dù là bây giờ ở phía bên ngoài thì trời vẫn còn khá là nắng, khá là sáng đấy các bác nhé. Nhưng mà đằng sau này thì cái tả ly nó lớn quá. Thế là Đoàn là chuẩn bị là bóc hạt chảo à? Vâng. À. Cái thời gian vừa rồi thì cháu được chia sẻ về cái hoàn cảnh của các em lên ấy, thì cũng nhận được rất là nhiều những cái sự yêu quý của các ông các bà gửi tới cho ba anh em.
Chỗ này là một mình em hay là cả nhà lấy? Chỗ này là một mình là em khác lấy à? Thế là từ hôm nọ là đem đi bán về là bây giờ mới lấy được chỗ này thôi à? Như công việc mà ở nhà là ba anh em đi làm được kiếm tiền đúng không á? Thì ngoài những công việc nhặt hạt trầu ra thì hầu như là không có thêm, không biết là làm thêm việc gì nữa rồi. Giang thì bây giờ là ở trong trường rồi đúng không? Có ai gọi em nhỉ? Vừa rồi thì có một bạn là hàng xóm của các em các bác hiện thì nói rằng là chó, bảo là chó bị chết ấy, nhờ điện cho mẹ nhưng mà cháu nó không có số. Đây là đi lấy về được chút nào thì là bóc chút đấy à? Em Đoàn thì là một cậu bé mà phải nói là rất là ngoan của bác ạ, Đoàn đấy. Cái này thì mấy giờ là em cho lợn ăn? 6 giờ, 7 giờ. Ồ, thế cho ăn muộn đấy. Như Đoàn này thì là buổi sáng đi học thì thường thường là mẹ gọi à? Vâng. Nếu thì ở nhà thì mẹ thì có điện thoại đúng không? Các em có đồng hồ không? Không có đồng hồ á? À? Nhặt rất là lâu thì mới được là vài cân đâu á. Hôm nọ thì thấy là ba anh em là đi bán hạt trầu này về được cũng được là 200 mấy sao các bác ạ. Như em Đoàn với lại là em Trích thì không ở trong trường của bác ạ. Còn là em Giang thì là thầy giáo bắt buộc cho ở cho nên là em mới phải ở trong trường. Cũng mẹ thì cũng có thêm là em Đoàn với lại Trích ở nhà thì cũng thứ nhất là có thêm là người bầu bạn, thứ hai thì cũng có người để mà giúp đỡ những lúc mà cho lợn ăn này kia. Còn là mấy quả là bóc hết rồi nhỉ? Cái này là có phải dùng để chuyên bóc cái hạt trầu này không? Có. Với sàn nhà thì hầu như là toàn là dùng bằng tre là nhiều đúng không bác này? Có những cái cụ cột thì nó bị là mọt rồi, những chỗ thì nó bị thủng rồi này. Cái vỏ này thì là có dùng để đốt được không? Có. Có à? Về vỏ thì rất là nhiều được các bác này. Ba anh em thì mỗi người là đi về 1 giờ đấy, thành ra là ít gặp các em là cùng đi với nhau lắm các bác ạ, thành ra là không thể mà ghi hình được là ba anh em cùng lúc. Có những hôm nào mà hôm chủ nhật ấy cháu được ra ấy, thì là bạn còn gặp là ba anh em ở nhà thôi. Thế là được rồi đúng không? Vâng. Mày có sợ gà bới không? Không. À. Đoàn là chuẩn bị đi đâu ấy? Đây là dơm đúng không? Vâng. Dơm này hôm nọ là ai đi vác về ấy? Mẹ. Đây là dơm này là vẫn còn tươi các bác ạ. À?
Đây là thả cho nó ăn luôn à? Cái này không phải thái nhỏ đâu đúng không? Vài năm nữa thì các em lớn lên thì mới phụ giúp được là mẹ nhiều hơn cơ mà. Bây giờ thì vẫn còn là ít tuổi lắm. Phụ giúp được cho mẹ những công việc là lặt vặt thôi. Còn là chưa phụ giúp được những công việc mà kiếm ra được tiền đâu. Đây là cho con bò con ăn đấy à? Con bò này thì là cũng là nuôi giỏi đó các bác, bò con bò to đấy. Còn là con nhỏ kia thì mới là con của nhà các em thôi. Giờ thì với Đoàn là đi vào nhà một tí nha. Chỗ này thì rất là cao này, có bang này chỗ này ấy. Ôi ôi, ổ khóa gì mà bé bé tí thế này. Này mà trong này có đồ đạc gì là nhiều là có thể là bị mất này các bác này. Ồ, là thu hoạch được là lúa này à? Vâng. Xem là được tầm độ được bao nhiêu bao đây? 14 bao. À, được 14 bao á? Vâng. Thế 14 bao này thì mọi năm thì gia đình mình có đủ ăn không? Có. Gia đình mình là đủ ăn đúng không? Nhưng mà có lấy bán mỗi năm thì bố mẹ có lấy bán không? Có. Không lấy bán thì mới đủ ăn đúng không? Còn nếu mà lấy bán thì không đủ ăn đúng không? Rồi. Này 14 bao này thì nếu mà để mà phơi khô lên thì chắc là không được 14 bao đâu bác ạ. Này vào trong nhà thì những cái ngày mà nắng ráo thì không sao quá. Còn những cái ngày mưa thì hầu như là chỗ nào là cũng bị ướt rất là nhiều này. Trên này là cái gác bếp để mà để đồ này. Chảo trước là mọi cái là để ở trên này khi mà nấu cơm xong ấy. Nhà thì cũng mặc dù là nhìn khá là to các bác đấy, nhưng mà khi mà đi vào bên trong ấy, thì không gian trong nhà là rất là hẹp. Anh ấy là anh bố của em đấy à? Anh ấy đi chụp lâu chưa? Nhưng mà anh này sao lại không có mẹ đấy? Nhưng mà đây là anh thấy có hai người mà. Hai người mà. Có một người là ai? Không biết. Một người là không biết à? Này chắc là mẹ chụp từ thời xưa rồi nhỉ? Bố với mẹ thì không ở trong một khung hình nhà trước ấy? Không. Những cái đồ đạc ở trên bàn thờ thì cũng rất là thô sơ đúng không á? Có những cái lưu hương thì đã bị mọt rồi. Ở nhà thì mì chính này, dầu ăn này kia thì còn không? Sắp hết rồi. Sắp hết rồi à? Nhưng mà cái gì sắp hết? Dầu ăn. À, dầu ăn thì sắp hết đúng không? Vâng. Ủa, đây này, đây bị mọt rồi. Cái này thì bị mọt sắp thủng đúng không bác chỗ này ấy? Nhưng mà mấy cái vách này thì nó không quan trọng. Quan trọng là cái cột với lại là những cái cây ngang ngang này. Chỗ này bị ra rồi à? Này mà bây giờ chỗ này mà động mạnh cái là đổ đi xuống dưới này. Đấy đây này, đây đây. Chỗ lực mở cái là đấy đâu. Đây là cái gì đây Đoàn? Cái này là cái đậu đen đấy không bác? Đỗ đen đấy. Cái máy khâu bằng thủ công của mẹ là khi mà may quần áo của người đồng bào dân tộc Nùng của bác ạ. Cái này là cái gì đấy ạ, đồ ăn?
Cái này này, cây này này. Cây này cái gì đây? Một vải đỏ đỏ đấy. Sao? À, đây để chặt cái gì đấy? Chặt. Chặt cái chuối à? Vâng. À. Này hôm qua hai anh em không ngủ đấy à? Gấp lại thế? Có, sáng nay dậy một chút. Sáng nay dậy mới gấp á? Vâng. Nhưng mà chỗ này sao lại lấy cái này ra rồi? Vừa mới mưa tạnh, vừa mới mưa tạnh nhé các bác này. À mưa ấy, xong mà chỗ nào cũng bị mục 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 này. Ở trên này cũng không ngủ nữa à bây giờ ấy. Cái này thì bị dột rất là nhiều các bác này. Bây giờ thì đang trời nắng thôi, không nhìn thấy bị dột đâu. Nó tắt điện đi không sử dụng ấy, không mà tốn điện. Đấy. Khi mà tắt điện cái là nhìn nhà là tối um này. Đấy, cộng với lại là thêm là không phải là kín đâu các bác, ngôi nhà ấy bây giờ thì cũng gần muộn muộn rồi. Cái này có dám đứng ở đây không ấy? À, không sao đâu nhỉ. Vâng. Chỗ này là làm cái sạp để mà phơi thóc này. Nhưng mà những cái chỗ của em Đoàn kia đứng là thấy là chỗ đấy là hơi yếu rồi. Đây là quần áo của ai đây? Em. À, đấy là em giặt à? Nhà thì không có móc à? Thấy là có mỗi ba cái thôi à? À. Nhà rất là thấp này của bác này, như Đoàn thử đứng ở đây xem nào. Đấy, đứng ở đây nhá. Đấy, Đoàn mới có tầm độ là lớp 5 thôi các bác. Đấy, em ấy cũng rất là thấp thôi nhưng mà sắp chạm đến là cái mái hiên của nhà rồi. Cầm xô đi đâu ấy? À. Bây giờ là cho lợn ăn rồi đúng không? Ồ thế thì anh thử xem là Đoàn là cho lợn ăn là như thế nào nhá. Nhưng lúc mà mẹ không ở nhà các bác này, không cần phải ai nhắc cả, đến giờ cho lợn ăn là khác biết là cho lợn ăn. Đến giờ làm gì là em ấy khác biết làm cái đấy. Sắp xếp công việc mà hầu như là đấy là một cái thói quen hàng ngày của các em rồi. Này lại pha thêm một chút cám à. Lớp 5 thôi đấy các bác ạ. Nếu như mà các bạn ở dưới xuôi cái gì tầm này thì đang đi chơi rồi. Và như các em ở trên vùng cao ấy, đặc biệt là những hoàn cảnh nào mà rơi vào các em như này, tự lập, biết tự làm rất là nhiều. Bây giờ bên này thì cũng thấy là vài con lợn con. Ở trong làng thì trong bản ấy thì không có lợn, không có nhiều thì cũng phải có tầm 1 đến 2 con. Như con lợn này là sau này nếu mà như khi mà cần đến tiền ấy là bán nó lấy tiền đi đó. Tiền đi để mà giả nợ, làm mà những công việc gì này kia này. Con này chắc sau đó dần tốc độ là hơn 20 cân luôn này. Có vẻ như là em ấy cho lợn ăn nhiều quá nên là cái tỷ lệ mà cho lợn ăn các bác rất là vừa một cái máng luôn, đổ vào là y xì không trả ra ngoài một chút nào. Tại vì chuồng lợn thì nó hơi bẩn nên là cho nó không có ghi hình mà nhiều. Cái này là cây gì đây hả Đoàn? Có biết không? Không. Thế thường người ta thường lấy để làm gì? Cơm xôi à? À thế là nghệ này các bác này. Cái này là nghệ vàng thôi. Một mình ở nhà thì bây giờ có sợ nó không? Không.
Không sợ đâu đúng không? Vâng. Có hôm nào mà mẹ đi làm về tối muộn muộn không? Có. Trước là lúc mà bố mới mất ấy, là các em còn sợ đấy không ạ? Chứ bây giờ thì hầu như là các em cũng quen rồi. Buổi sáng cám lợn thì là ai nấu cám lợn? Mẹ. Thế là mẹ nấu cám lợn xong là nếu mà lúc nào mà mẹ ở thì là mẹ cho, còn mẹ không ở là các em cho lợn ăn à? Như này sao lại nấu hai nồi đấy hả Đoàn? Nồi đây là cho con lợn con. À. Những cái vách trình tường này thì là chúng được nhìn thấy là bên này là sắp bị đổ rồi các bác ạ. Đấy, có một hai chỗ thì bị đổ rồi đấy. Nhưng cái chỗ kia thì là bị đổ rồi. Bên này thì cũng có một cái nhà vệ sinh là nhỏ nhỏ rồi. Nhà tắm này thì có vẻ như là tận dụng lại để mà nhuộm mà vải một thời gian đấy. Ồ, những cái máng này là toàn là bằng cái máng gỗ rồi đấy. Máng này thì cũng không được bao lâu cả. Đoàn thì rất là siêng năng các bác ạ. Ở hiện tại thì cũng khung cảnh thì cũng khá là tối muộn một chút rồi các bác. Nhà Đoàn thì ra phía bên này là có rất là nhiều ngôi mộ của bác ạ. Đâu đó là có 6-7 cái. Mộ của bố và các em thì là được nằm ở dưới này này các bác này, vẫn còn rất là đơn sơ thôi, chưa có làm lại đâu. Trước lúc mà chôn cất ấy là như thế nào là bây giờ vẫn như thế đấy thôi. Cái mái hiên bên này thì có vẻ như là sắp bị sập rồi các bác này, mái hiên bên này ấy. Nhà này thì không sớm thì muộn thì cũng sẽ có ngày là bị sạt thôi, tại vì là các bác nhìn này rằng là nó rất là ọ đẹp thôi. Không biết là các bác theo dõi ở trên những cái video thì cảm nhận của các bác như thế nào. Nhưng mà nếu mà các bác mà đến tận nơi thì các bác mới nhìn thấy là thật là cái ngôi nhà nó rất là bị ọt đẹp rồi. Thế là có cả gà ăn nữa. Đoàn thì hiện tại là đang ở phần cái sàn nhà này. Dưới nhà thì cho gia súc gia cầm ở, còn trên kia là người ở. Bây giờ thì không có chỗ để rồi, bắt buộc là phải để như thế thôi các bác. Trước kia nếu mà không có làm chuồng trâu bên kia là còn là để cả bò ở dưới này đấy. Đoàn thì làm xong chưa? Xong rồi à? Thế là công việc hôm nay là làm đến thế thôi à, công việc hôm nay ấy. Thế bây giờ lại tiếp tục là đi làm mà công việc gì? Lấy nước cho bò ăn. Lấy nước cho bò uống rồi đúng không? Ừ. Ở đây thì là những cái thước phim cũng như là cái cuộc sống hàng ngày của em Đoàn cũng như là em Trích, em Giang là diễn ra. Có những hôm thì là bắt gặp các em là đi làm rất là vất vả của bác có hôm ấy. Rất là mong là sẽ được sự yêu quý của các bác là dành tặng tới cho bốn mẹ con.
Mẹ của Đoàn là vẫn chưa về đấy nhở? Vâng. Bây giờ thì cũng khá là muộn rồi các bác. Bây giờ thì ở đâu đó là 17 giờ là 24 phút rồi. 17 giờ 24 phút rồi. Thì có lẽ là cái video này thì Tuấn Lực xin được là chia sẻ là tới đây thôi cô bác ạ. Thế là Đoàn là bây giờ là làm những việc cho bò cho lợn ăn xong thì chuẩn bị là nấu cơm hay là làm gì? Chuẩn bị là nấu cơm, là đợi mẹ ăn à? Đợi mẹ về à? Vâng. Thế mà có hôm nào mà em không phải nấu không? Hay là hôm nào là cũng phải nấu? Hôm nào cũng phải nấu. À, thế nhưng mà có Trích là về sớm hơn thì là Trích là hộ là làm thêm việc khác nhỉ? Hay là hôm nay là Trích là về là cùng mẹ đi gạt thôi? Cháu không biết. À, không biết được đâu nhỉ? Các em thì là ai nghỉ trước là về trước thôi các bác. Còn là không có chuyện là đợi nhau là cùng về cả. Về trước là còn sớm là còn phụ mẹ làm thêm là những công việc khác đấy các bác. Đấy, hôm nay thì có lẽ là chắc là bây giờ là anh cũng đi về đây nhá. Em ở nhà một mình nhá. Ở nhà là nấu cơm đợi mẹ nhá. Đấy, ở đây thì là nó là cái cuộc sống là hàng ngày các em thế rồi các bác, chứ không phải là cháu được là bỏ em ấy ở nhà là một mình cả. Đấy, em ấy quá quen thuộc rồi. Về cái thời điểm ban đầu thì có thể là bố mới mất ấy là có sợ bố không đợt đấy ấy. Đợt mà bố mới mất ấy thì có sợ bố không? Có. Có à? Thế đợt đấy là lý do tại sao em lại sợ đấy? Đấy là bố của mình mà. Em có biết là lý do tại sao mình lại sợ bố không? Không. Không biết à? Không, chỉ biết là sợ thôi à? Đấy. Trẻ con thì thấy người mà mất ấy thì ai mà mất đi ấy là sợ cả. Ở đây thì còn cái ám ảnh nhất là khi mà các em là đi đón bố trở về đúng không á? Nhìn thấy bố là nhìn thấy tận mắt là bố bị ngã ở ruộng ấy. Thành ra là ám ảnh từ đấy luôn. Thế là bây giờ là có còn sợ bố không? Về là hết sợ đúng không? Đấy, bây giờ thì cháu Lực cũng xin được là chia sẻ là tới đây thôi các bác ạ. Rất là mong sẽ được sự yêu quý của các bác dành tặng tới cho bốn mẹ con. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác, anh chị. Con chào tạm biệt các bà. Con chúc các ông, các bà, cô chú, anh chị hạnh phúc. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.